bận rộn nhưng vẫn muốn trông thật xinh. Dáng túi tốt luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em công sở. Đến với Trúc, ngoài hình ảnh một cô gái công sở, bạn cũng có thể linh hoạt biến tấu thành dáng vẻ nữ tính, nhẹ nhàng trong các buổi đi chơi, dạo phố. Trong video lần này, hãy cùng tìm hiểu điều thú vị trong chiếc túi Trúc này nhé. Với thiết kế ngang 26,5cm, rộng 6cm, cao 35cm, Trúc chính là chiếc túi đặc biệt mà Lekat mang đến cho các chị em công sở. Ngoài các vật dụng thường ngày như son, chìa khóa, thẻ, tiền, Trúc còn vừa vặn với tài liệu khổ A4, laptop dưới 14 inch. Nhấn nhá thêm chút điệu đà bằng chi tiết khóa kéo hình lá trúc, outfit đi làm hôm nay của bạn đã trở nên nổi bật và thú vị hơn rồi đó. Trúc cam đất phối kem. Cam đất là sự hòa quyện giữa nét sang trọng, quý phái của màu nâu, pha lẫn với nét quyến rũ, ấm áp của màu đỏ, tạo nên một gam màu vô cùng cuốn hút. Khi kết hợp cùng gam màu kem ngọt ngào, mang lại một tổng thể trang nhã, nhẹ nhàng và vô cùng nữ tính. Trúc xanh bộ đội phối vàng, đại diện cho sự độc lập, mạnh mẽ, an toàn, thanh khiết. Màu xanh luôn mang lại nhiều hơn một ý nghĩa. Theo phong thủy, một đồ vật màu xanh cũng đem lại cho người sử dụng sự thịnh vượng hay sự thư giãn, giúp giải tỏa căng thẳng. Đó chắc hẳn cũng là lý do Trúc trong gam màu xanh bộ đội luôn được yêu thích tại Lekat. Trúc ghi vân voi phối vàng, hướng đến vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch, trung tính và dễ kết hợp. Chính vì lý do đó mà màu ghi đã nhanh chóng trở thành màu sắc được yêu thích trong tủ đồ của các chị em. Một màu sắc đơn giản, không chói lóa, không rực rỡ, kết hợp cùng gam màu vàng đem lại cảm giác nổi bật đầy sự ăn ý và khéo léo. Trúc đỏ san hô phối đen trơn, góp phần giúp mùa hè thêm rực rỡ. Lekat gửi đến bạn chiếc túi tốt với gam màu đỏ san hô cực thời thượng, kết hợp sự hài hòa giữa chất liệu da thật cao cấp cùng dây phối màu đen, tạo nên vẻ đẹp tinh tế, sang trọng và đầy cá tính. Trúc hồng đất phối đỏ lại là một sắc đỏ nổi bật và thu hút nhưng có phần nhẹ nhàng và nữ tính hơn. Đây cũng là màu sắc tiêu biểu cho gu ngọt ngào, nữ tính trong bộ sưu tập màu sắc của Trúc. Ưu điểm cho tông màu này là khi bạn cầm lên sẽ rất sáng tay, mang lại cảm giác dịu nhẹ nhưng cũng cực kỳ thu hút. Trúc đen giới hạn. Khép lại bộ sưu tập lần này là sắc đen đầy bí ẩn, một gam màu không thể thiếu trong các dòng sản phẩm tại Lekat. Gam màu này khiến bạn trở nên chín chắn hơn và tự tin mọi lúc mọi nơi. Một điều đặc biệt nữa là trúc trong gam màu đen được làm từ tấm da dê mịn, chắc da và có độ dẻo dai cao. Đây cũng là chiếc túi có phần da dày nhất trong bộ sưu tập lần này. Để đặt hàng, hãy để lại comment dưới clip này hoặc nhắn tin cho Lekat để được tư vấn mọi thắc mắc của bạn nhé. Thợ da Lekat xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những video tiếp theo.